Trưa ngày 5 tháng 9 năm 2020, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh một người đàn ông cầm súng dọa bắn vỡ sọ người khác khi tham gia giao thông. Theo hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước xuống từ xe Toyota Fortuner màu đen mang biển kiểm soát 99A30630 và tiến gần đến chiếc xe có camera. Ngay trước mỗi xe, người này rút ra một khẩu súng ngắn và đe dọa. Theo bài đăng trên mạng xã hội, người đàn ông còn đe dọa bắn vỡ sọ một tài xế xe tải. Sau khi được người khác can ngăn, người đàn ông cầm súng quay trở lại xe của mình. Theo xác minh, vụ việc xảy ra ở khu vực Cầu Ngà, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Công an thành phố Bắc Ninh đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, truy tìm người đàn ông manh động này. Đến khoảng 14 giờ 30 phút chiều 5 tháng 9, công an tỉnh Bắc Ninh đã xác minh được người đàn ông dùng vật nghi là súng đe dọa tài xế xe tải. Người này đang bị công an thành phố Bắc Ninh tạm giữ để đấu tranh làm rõ vụ việc.